và cái ấy của mình nha, cái lịch sự hoặc là cái cách thức để mình trả lời câu hỏi. Đây cô dặn, thì trước giờ các bạn học của cô luôn luôn lúc nào cũng dặn khi đi vào phỏng vấn đó, còn đây là các bạn mới cho nên bây giờ cô nói lại một lần nữa, nếu như sau này có phỏng vấn, điểm thứ nhất khi đi phỏng vấn các bạn vào, bước vào các bạn chào xong các bạn cười một cái, nhưng phải cúi người tầm 60 độ, cúi người xuống chào các bạn cười một cái xong người ta mới mời các bạn ngồi thì các bạn hãy ngồi. À, chẳng hạn à, em ngồi xuống đây đi, em làm gì đó ngồi. Nếu như người ta hỏi mình á, không biết câu nào không biết, các bạn là à mùa đông đi đà chẳng hạn đó, em không biết. Nếu câu nào mà các bạn không nghe rõ có thể đọc lại cho em được không à, chẳng hạn. Người ta đọc không đọc thì cứ quyền người ta ha. Đó, đó là cái cách thức để mình tạo cảm giác người ta à bé này lịch sự thân thiện này, có thể mở rộng cơ hội cho nó một tí xíu chẳng hạn. Đấy là vì khi đi thi cái điểm chủ yếu không phải là mình là học mà mình trả lời gon gót học như thế nào đấy, thì là người ta ok là cái điểm chủ yếu rồi, nhưng mà còn phần còn lại tầm 10% còn lại là cái nghi thức, là cái cách thức mình đi tiếp xúc với cái người mà đối diện. Và thêm cái hên xui nữa là đối diện của mình người phỏng vấn là người dễ hay người khó nữa. Nó 20% cái đó, 80% là học học lực. À, 20% là nhờ vào người phỏng vấn hoặc là gì đây, cái cách thức của mình phỏng vấn nó như thế nào. Các bạn nghiêm chỉnh, các bạn có nghi thức, các bạn có ý thức là các bạn tôn trọng người đối diện của các bạn hỏi các bạn. Ví dụ như cô cũng thế, cô hỏi các bạn ở đây lên lớp này là cô hỏi các bạn, à cô tôn trọng các bạn, cô hỏi các bạn đàng hoàng. Nhưng mà khi các bạn trả lời, các bạn cười đùa hoặc là các bạn này cái này thế kia thì cảm giác như không được tôn trọng cho lắm. Thì người ta sẽ cảm như đi, cảm giác là mình không được tôn trọng, à không được gãi đầu hay bứt tóc, à không biết dịp dò hay là gãi đầu nhìn trên trời. Khi người ta hỏi mình phải nhìn thẳng vào người ta, họ nói chuyện phải nhìn nhau. Cho nên là không được nhìn lên trời hay là nhìn trên trần hay là nhìn bên trái nhìn bên phải, không biết thì nó không biết, à em không nghe thì em không nghe, có thể cho em nghe được lần nữa hay nói chậm chậm từ từ cho em được không ạ. Đó xin xỏ bình thường, nhưng người khác cho hay không là chuyện của người ta ha. Nhưng mà biết đâu mình là gì đây, mình lịch sự, mình lễ phép, à cho bé này cơ hội đi như thế nào chẳng hạn đó, biết đâu xin xỏ bình thường nhưng mà xin xỏ một cách lịch sự. Rồi tiếp theo hỏi bên xe. 일본으로부터 독립된 후에도 일본과 아직도 해결되지 않은 문제가 남아 있습니다. 그 문제 중 가장 중요한 것두 가지는 무엇입니까? 네, 네. 아. 일본과 아직도 해결되지, 일본으로부터 독립된 후에도 일본과 아직도 해결되지 않은 문제가 남아 있습니다. 그 문제 중 가장 중요한 것두 가지는 무엇입니까? Nghe cái gì mà môn che, nghe cái gì mà giới Nhật Bản vấn đề như này, nghe được cái gì trong đây à? Nghe được, nghe là một lần nữa không? "해결되지 않은 문제, 일본으로부터 독립된 후에도 일본과 아직도 해결되지 않은 문제가 남아 있습니다. 그 문제 중 가장 중요한 것두 가지는 무엇입니까?" Câu này là của câu giống câu 53 như cô nói, giống câu 53 hôm trước. Là cái tục tô muốn chơi em này ta, là các bạn phải nghe người ta hỏi cái gì, nghe các bạn nghe là một lần nữa này. "또 해결되지 않은 문제가 남아 있습니다. 일본으로부터 독립된 후에도 일본과 아직도 해결되지 않은 문제가 남아 있습니다.
그 문제 중 가장 중요한 것두 가지는 무엇입니까? Đó, người ta bảo gì đây, cho đến khi thoát khỏi cái thống trị của Nhật Bản và vẫn còn một số vấn đề còn lại, môn che ca gì đây, he kênh he chi một thâm đi tà đấy. Môn che là vấn đề he kênh là gì đây, giải quyết một thâm đi tà là chưa được đó, chưa được giải quyết với Nhật Bản. Còn một số vấn đề em hãy nêu ra hai cái tên hoặc ba cái tên liên quan đến vấn đề đó đó. Những từ vựng đấy các bạn phải để ý từ vựng nha, học từ vựng đấy như cô nói đấy, thì mới bắt bài được vào làm được. À, cố gắng để ý một số từ vựng thì mình nghe mình mới biết từ đó là từ gì, câu đó là câu gì mình trả lời. À, rồi thêm một câu cuối ha.조선시대의 이순신 장군이 1592년에서 1598년까지의 임진왜란 7년간의 군중 생활을 직접 쓰고 세계 기록 유산으로 등재된 친필 일기는 무엇입니까? 임진왜란 đang chỗ này không quan trọng. Quan trọng cái là người ta nói đến nhân vật nào, nghe là một tí. Và người ta nói đến nhân vật đấy thì là cái sự việc nào.조선시대의 이순신 장군이 1592년에서 1598년까지의 임진왜란 7년간의 군중 생활을 직접 쓰고 세계 기록 유산으로 등재된 친필 일기는 무엇입니까? À, nghe có tiếng quân Isunxin không? À, Isunxin chẳng quân. Và nhớ năm tháng, năm tháng ngày này cô nói đấy. Và cái quyển nhật ký này mà ông chích chớp sư tả trực tiếp viết. À, thì là gì đây, mình chỉ nghe cái chỗ Im Sơn Vơ Lang Tang đây, chỗ này nó không quan trọng. Nếu cô nói chỗ nào mà bắt có quan trọng là Im Sơn Vơ Lang Tang, thì cuộc chiến Nhật Bản nó chiếm Hàn Quốc thì rất nhiều câu hỏi liên quan đến Im Sơn thì Vơ Lang Tang. Nhưng mà cái liên quan đến ở đây nhân vật là gì, Y Sun Sin, và có cái quyển nhật ký này mà ông tự viết tay đó, gọi là gì đây, tự viết tay. Nhật ký viết tay là những chỗ cô cần gì đây, kêu các bạn để ý đó, những chỗ đấy đó. Những chỗ đó mới là chỗ chính. À, rồi ok ha, tạm thời về liền tiếp ha, cố gắng luyện nghe để nhiều vào ha. Rồi cô gọi thêm một bạn nữa nha, bây giờ Ngọc đi, Mai Nguyễn Thị Ngọc trả lời được không em? Ngọc Ngọc rồi các bạn nha, nếu mà em muốn trả lời em bấm vào một cái lo á, mở lo lên là được. Hay là bạn gì à? Hay bây giờ là Ngân đi. Ngân trả lời được không em? Có bạn gì không em? Con đang ngủ đúng không? Tiếp theo.우리나라가 일본에서 식민 지배를 Vậy thôi dỗ nó đi, bây giờ tôi gọi bạn khác khi nào không quấy thì là về mở ra trả lời ha. Để bé quấy cũng không có tinh thần. À, khóc. Nghe đây, cảm giờ mình nghe ha. Các bạn khác không nghe câu hỏi một bạn nào khác thì các bạn cứ nghe bình thường đi, nghe trả lời thử mình trả lời có đúng không. Tại vì cô mở hết thì tất cả mọi người cùng nghe, thì là nghe mình trả lời nhẩm thì nó có đúng không. Rồi bây giờ Thơm đi, Thơm nè. À, cứ hỏi à. Ok. 우리나라가 일본에서 식민 지배를 받은 기간은 총몇 년입니까? Nghe lại ha. 우리나라가 일본에서 식민 지배를 받은 기간은 총몇 년입니까? Rồi, ok, tiếp. 우리나라가 일본의 식민 지배를 벗어나기 위해 했던 노력들에는 어떤 것들이 있습니까?
했다가 일본의 식민 지배를 벗어 봐봐. 우리나라가 일본의 식민 지배를 벗어나기 위해 했던 노력들에는 어떤 것들이 있습니까? 빠야. Bây giờ cô nói theo từng từ, nhớ cái từ vựng. Cô nói tiếng Việt, em nói tiếng Hàn ha. Những người yêu nước là gì? Chú cô gì sao mẹ? Những người yêu nước là gì đây? E cúc gì? À, e cúc chi sa. Rồi tiếp tục, dân chúng. Những dân chúng. Nhân dân. À, miền trung tư đơn. Tiếp. Hy sinh tánh mạng. Nhớ cái từ. À, một xung gì đây. À, à, hy sinh tánh mạng cần cô. Và hy sinh tánh mạng và đấu với quân Nhật. Đánh nhau hoặc là đấu đó. Đánh. Rồi à, à, ok 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 à, à, à. Bé y y y y vậy đó. Rồi bây giờ Thơm đi, Thơm trả lời được không em Thơm? Rồi bây giờ trả lời câu này luôn đi Thơm. Đúng rồi, tiếp tục tới gì nữa. Ừ, đi về Trung Quốc. Ừ, đúng rồi đó, ok đó. Đi cô nói đây, nhớ từng mảnh ghép mà ghép lại. Thứ nhất, những người yêu nước và dân chúng hy sinh tánh mạng để đánh với Nhật Bản. Thứ hai, những người gì đây, học sinh và gì đây, quân nhân hoặc là nhân dân gì đây, nổi dậy khởi động phong trào quảng tế và gì đây, đi đến Trung Quốc gì đây, lập cái chế độ chính phủ lâm thời để làm gì, để giải phóng dân tộc. À, đó, những cái cụm từ cô cho từ vựng các bạn ghép vào nó thôi. Ghép như thế sau này các bạn ghép thành câu rồi các bạn dễ nhớ lắm, nhớ một cách rất là dễ, không phải là họ cần phải học thuộc lòng, lòng quên hết. Rồi tiếp theo, Nhật Bản quân Viễn Vũ 상징물로 일본군 위안부 피해자들을 기리고 올바른 역사인식을 확립하기 위해 주한 일본 대사관 앞에 처음 설치한 것은 무엇입니까? đúng rồi, nghe được hết câu này không? Hay là bắt được những chỗ nào đây? Rồi gì đây? À, đúng rồi, đó đó là những chỗ mấu chốt để mình nắm. Còn những cái còn lại, cái mình cần nghe thì là những cái chỗ đó đấy, những chỗ cô nói đấy là những từ vựng cô cho đấy, những cái mình là gì đây phải cần chú ý để mình nghe mình bắt từ gì được. Chứ người ta nói nhanh quá cả câu hoặc cả đoạn làm sao mình biết hết được đoạn đó là đoạn gì và hỏi về vấn đề gì. Tiếp theo nha, những câu cũ ha. 일제강점기에 중국 상하이 홍커우 공원에서 도시락 폭탄을 던져
일본의 중요한 인물을 죽인 독립운동가의 이름은 무엇입니까? Chắc chưa? Vì sao có Dương Văn Kim mà không? À, ném cơm hộp đúng không? Thả bom vào cơm để ném chết một người quan trọng của người Nhật. Rồi, tiếp theo.일본의 지배에서 벗어나 독립을 이루어낸 후에도 일본과는 아직도 해결되지 않은 여러 가지 문제가 남아 있습니다. 이런 문제들 중 가장 중요한 문제가 무엇인지 두 가지를 말해 보세요. 네, 오케이, 룸, 티, 톡, 냐. 일제 강점기에 중국 상하이 홍커우 공원에서 지우, 냐. 고, 룸, 냐. 라, 티, 톡. 일제강점기에 우리나라를 위해 노력했던 독립운동가를 몇명 말해 보세요. Rồi, tiếp theo nha.만들고 독립운동가를 양성 이봉창 이분은 누구입니까? 지우 nha, 뭐 bắt đầu. 3.1 독립운동 당시에 천안 아우네 장터에서 만세 시위를 주도하다가 일본군에 체포되어 18세 나이로 감옥에서 순국한 여성 독립가 운동가는 누구입니까? Nghe được gì mà đó là bà Vũ Văn Xuân. Đúng rồi, 5 và 8 tuổi chết trong tù đấy. Mỗi cá nhân đều có một sự tích. Các bạn phải nắm những cái từ chính đó thì các bạn mới trả lời ok. Như cô nói đấy, cái phụ thì nghe được nhưng mà cái chính thì không nghe được. Tại vì mình chưa tìm hiểu được từ vựng nó, cái chính nó như thế nào. Và về đây, những lúc là nghe cái chính thì em nghe cái phụ nên trả lời là nó không chính xác. Là vậy và nó còn lung tung beng là thế à, tiếng nắm đi chính là gì đây? Ok, tiếp theo.일제 강점기에 중국 상하이 홍커우 공원에서 Ừ, rồi도시락 đó, sao cô cứ bắt nhầm câu này là gì? Nghe này,이순신 장군은 누구입니까? quá xuất sắc, đúng luôn nha. Tiếp theo,이순신 장군이 일본을 물리치기 위해 만든 세계 최초의 철갑선으로 임진왜란 때 조선의 바다를 지킨 것은 무엇입니까? đúng là liên quan đến Y Sun Sen, là liên quan đến Khơ Phúc Sơn. Tiếp theo,우리나라는 역사가 오래된 나라입니다. 대한민국 이외에 과거에 있었던 나라 이름을 한개 이상 말해 보세요. rồi ok luôn, tiếp tục. 1592년에서 1500 Bắt đầu. 조선시대에 이순신 장군이 1592년에서 1598년까지의 임진왜란 7년간의 군중 생활을 직접 쓰고 세계 기록 유산으로 등재된 친필 일기는 무엇입니까? Chắc chưa? Rồi, nghe được nào mà đón là vượt nhật ký 900. À,
Đúng rồi, đó thì chỉ có là gì đây, Nam Trung miền kỳ đó, đó là những chỗ mà cô phân tròn, là những chỗ cần nắm được thì câu trả lời mới là chính xác. Đây đấy, đó là gì đây, đó bạn bạn ấy là nắm được những chỗ mà ý chính đấy, như cô hướng dẫn rồi đó. Rồi bây giờ tiếp theo câu xa xa xưa xưa nữa ha. 수도를 개성해서 지금의 서울인 한양으로 옮기고 조선을 세운 왕의 이름은 무엇입니까? 여기 뒤에 조선시대에 만들어진 비의 양을 측정하는 기구는 무엇입니까? 뒤에로 측우기는 어떤 용도로 만들어진 과학 기구입니까? đúng luôn, tiếp luôn. 조선시대 왕들의 재위 기간 동안 조정에서 일어난 일과 그 밖의 여러 사실들을 기록한 책은 무엇입니까? Rồi, ok luôn. Đó. Tiếp theo. 세계에서 가장 오래된 금속 활자본으로 고려시대에서 만들어졌으며 세계 기록 유산으로 지정된 것은 무엇입니까? 네, 그럼 tiếp tục. 우리나라가 코리아로 불리게 된 유래는 무엇입니까? Rồi ok luôn đó, đúng rồi hả, đấy đấy, đi thi như thế nào được là ok ha, những chương khác cô hỏi sai như thế nào cũng nhớ ha. Rồi bây giờ hôm nay bạn Thôn cũng rất là tốt, háo cấp quá đấy, 10 câu đúng hết trên 10, quá xuất sắc, hơn 10 câu, hơn 15 câu từ nãy giờ cô hỏi. Nếu mà trong cái lĩnh vực này thì là đậu hết rồi ha, còn những lĩnh vực kia mới còn nhớ không, nhưng mà chắc chắn là câu hỏi về những cái lĩnh vực kia cũng thế, tại vì câu hỏi đi hồi lại quá nhiều lần, nhiều chi trước. Rồi bây giờ tiếp theo một bạn nữa ha, Hương đi, Hương Hương nha. Rồi bây giờ tiếp theo nha,우리나라가 일본에서 식민 지배를 받은 기간은 총몇 년입니까? ok luôn, nghe được gì đếm xem xíu luôn nha. Ship minh chi ba bạc tà đấy ha, nhận đấy. Tiếp theo,우리나라가 일본의 식민 지배를 벗어나기 위해 했던 노력들에는 어떤 것들이 있습니까? 우리나라가 일본의 식민 지배를 벗어나기 위해 했던 노력들에는 어떤 것들이 있습니까? Nghe được cái gì trong đây? Có bắt được từ nào không? Bây gì? Bây giờ nghe lại một lần nữa ha.우리나라가 일본의 식민 지배를 벗어나기 위해 했던 노력들에는 어떤 것들이 있습니까? 노력하다 là gì? Nỗ lực, cố gắng. Che bè đừng persona, persona này che bè là gì? Của thoát khỏi sự thống trị của Nhật Bản, nỗ lực gì, nỗ lực gì để thoát khỏi sự thống trị của Nhật Bản?
Câu khó nhất hồi nãy đó, nó dài đó, như cô nói đấy. Cái câu dài là bây giờ nhớ từ nào nhắc cái vô từ đấy. Ví dụ như cô nói là người dân yêu nước, hồi nãy em mới trả lời cái từ vựng người dân yêu nước gì? Dân chúng hoặc là nhân dân. À, miền Trung tư rừng. Rồi. Là tiếp tục là hy sinh tính mạng hoặc là liều mạng. Và tùy một. À, để gì đây? Liều tính mạng và để chiến đấu quân Nhật. Liều tính mạng và chiến đấu quân Nhật. Đấu nhau, đánh nhau là tùy. À, đánh với Nhật Bản thì gọi Ibon Khoa. Ibon Khoa. Sao sum ni, sao sum ni da, học sinh và về công nhân dân, si, si min, à, khởi động cái phong trào vạn tế, động cái phong trào, iru khi đã. Iru khi cô và là gì đây? Và rời khỏi bán đảo Triều Tiên. Rời khỏi g là gì? Tọa na. Tọa na ta. À, tọa na sao và đi về Trung Quốc, đi đến Trung Quốc nói thế này đây. Khà sơ. À rồi. Rồi lập cái chế độ cái chính phủ lâm thời để đúng rồi, lập chế độ lâm thời để gì đây? Đúng rồi, xe tà đó, nhớ từng cái chi tiết đó để ghép thành một bệnh ghép. Bây giờ các bạn là gì đây, nghe không rõ, đây là mới luyện tập thôi thì mình như hướng dẫn cho bạn ghép câu đây để trả lời đi, còn khi mình về mình nghe được là mình trả lời ghép lại thành một câu. Ok, để giải phóng dân tộc, giải phóng dân tộc là gì? Chô gì đây? Giải phóng. Chô xít. Khoan. Chô xít gì đây? Khoan gì đây? Khoan gì đây mất rồi. Khoan bốc là giải phóng đấy. Khoan bốc trên đấy, mình nhớ nghe khoan bốc trên nào. Khoan bốc trên là ngày giải phóng, thì khoan bốc là cái giải phóng đấy. Khoan bốc rưng quy hề so. Hoặc là quy hâm đó, im xin gì đây, im si chờ bố đô xeo xong người ta. Rồi cho nên là gì đây, về luyện cố gắng ghép 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 lại luyện ha, buổi sau cô hỏi lại câu này ha, tại vì dài quá đôi khi mình nhớ liền mình nhớ đâu được đâu đó, phải ghép ghép lại từ nha. Rồi bắt đầu câu tiếp theo ha. 대한민국 정부를 수립하게 된 목적은 무엇입니까? 일본이 우리나라를 강점했 Bấm nhầm, tại vì câu 54 đến câu 57 cô chưa ghi quên. Bây giờ bắt đầu. "우리나라는 지금 대한민국인데 옛날 이름은 무엇입니까?" Ok luôn, đấy. Tiếp. "삼국시대에 어떤 나라들이 있었는지 말해보세요. 삼국을 통일한 나라는 어디입니까?" Đúng rồi, ok, quá chính xác. Tiếp. 역사적으로 한국의 나라 이름을 연도 순서대로 말해보세요. 네, quá chính xác. Tiếp tục nha. "일제강점기에 중국 상하이 홍커우 공원에서 도시락 폭탄을 던져 일본의 중요한 인물을 죽인 독립운동가의 이름은 무엇입니까?"
chắc chứ. Rồi tiếp tục. 조선의 지리학자 김종호가 제작한 한국 역사 최초로 우리나라 전체를 그린 지도는 무엇입니까? 그림 지도래. 이런 거라. những điểm cần nghe đó, kirim chiro bản đồ gì nhá, nghe được câu hỏi mà không nhớ được câu trả lời ha. Ổn một câu bản đồ gì đây, T gì đây, đúng rồi. Tiếp theo. 1905년 일본이 조선의 외교권을 빼앗기기 위해서 강제로 체결한 조약은 무엇입니까? Rồi nghe gì mà đúng được ưng sai này kìa. Và nghe được có gì vô rất mà Nhật nó gì đây, nó bắt để gì đây, tước quyền, tước cái quyền đấy, que gì ngoại giao đấy. Mình nghe như phải nghe cái chỗ như là gì đây, ký hợp ước để làm gì, để mình nghe cái chỗ là que kun gì, que kyu kun. À, để tước quyền ngoại giao. Rồi tiếp tục.일제 강점기에 배터리를 충전해 주시기 바랍니다. 강요당한 여성들을 무엇이라고 부릅니까? 네, 강점기에 일본 군인들을 위해 강제로 성노예 생활을 강요당한 여성들을 무엇이라고 부릅니까? rồi nghe được gì mà đó là im bon cung viên buộc đúng rồi. 배터리를 충전해 주시기 바랍니다. Ok, đợi công tí nha. Cái này nó bị sát biên, nó đói bụng. Okay. 배터리를 충전해 주시기 바랍니다. 전원을 끕니다. Rồi bây giờ nghe tiếp nha, cái gì nó hơi bé một tí, cô để gần một tí xíu.수도를 개성에서 지금의 서울인 한양으로 옮기고 조선을 세운 왕의 이름은 무엇입니까? Rồi, ok luôn. Tiếp theo. 조선시대의 제4대 왕으로서 한글의 창제를 비롯하여 조선시대 문화의 융성에 이바지하고 과학기술을 크게 발전시켰습니다. 이렇게 축적된 국력을 바탕으로 국토를 넓힌 왕은 누구입니까? Nghe là một lời. Cái này tại vì nó không có lo, nó hơi bé một chút xíu.한글의 창제를 Bắt đầu.조선시대의 제4대 왕으로서 한글의 창제를 비롯하여 조선시대 문화의 융성에 이바지하고 과학기술을 크게 발전시켰습니다. 이렇게 축적된 국력을 바탕으로 국토를 넓힌 왕은 누구입니까? Ở đây mình chỉ nghe một cái điểm duy nhất thôi, là cái điểm đầu, đúng rồi. C trong tiếng Hoa người ta là vì sao, vì có hàng kinh gì trang chê, đúng rồi. Đó là gì đây, người gì đây sáng chế ra tiếng Hàn. Rất là nhiều câu hỏi về cái ông C trung tê quan này, nhưng mà những câu đó là dễ, ai là người sáng chế cái tiếng Hàn, là tiếng Hàn bắt đầu từ đâu. Nhưng mà cái câu này người ta gì đây diễn tả rất là khó, có rất nhiều câu hỏi khác nhau, nhưng mà điểm chính là hàng cân chan chê thôi. Câu này là diễn tả rất là dài, nhưng mà gì đây điểm chốt là chỉ có một nốt nhạc là đóng được. Tiếp theo.
조선시대에 만들어진 기의 양을 측정하는 기구는 무엇입니까? rồi ok luôn. Tiếp theo nha.네, 임진왜란 7년간의 장군이 Bắt đầu. 조선시대의 이순신 장군이 1592년에서 1598년까지의 임진왜란 7년간의 군중 생활을 직접 쓰고 세계 기록 유산으로 등재된 친필 일기는 무엇입니까? Bản nhật ký chiến tranh gọi là gì? Hoặc là nhật ký thời loạn. Nên Trung Nguyên kia. Chắc chưa? Đúng rồi, nên Trung Nguyên kia đó, đúng rồi đó. Rồi, tiếp theo.일본에서 식민 지배를 받은 Chưa nha.우리나라가 위안부 문제를 Bắt đầu.일본군 위안부 문제를 피해를 상징물로 일본군 위안부 피해자들을 기리고 올바른 역사 인식을 확립하기 위해 주한 일본 대사관 앞에 처음 설치한 것은 무엇입니까? Đúng rồi, ok, chính xác ha. Rồi, ok. Hường rồi đó. Đây là Hường là những câu mới dài dài thì là chỉ có một câu trả lời không được thôi, còn như là trả lời ok hết. Về có luyện thêm không? Hường có nghe thêm không? Những câu cũ. Hường từ học từ câu bắt đầu từ câu nào nhỉ? Bắt đầu từ hôm nào? Câu nào? Bốn mươi bốn trở đi đúng không? Bốn bốn trở đi. Những câu trước thường có luyện luyện chưa? Luyện không? Những câu ở những cái chương như chương 1, chương 2, chương 3, chương 4 đây. Bây giờ hỏi lại chứ không nhớ đâu hả? Đây cố gắng nghe lại ôn lại nhiều nhiều ha. Trong vòng vào chương này thì thấy trả lời tốt rồi đó, nên cố gắng những chương kia, không phải người ta hỏi những chương này không, cố gắng những chương kia rồi nghe, nghe nhiều vào, bắt đầu nghe được cái nào thì nghe. Rồi ok, rồi tạm thời lớp mình hôm nay kết thúc tại đây ha. Ngày buổi hôm sau đi, tại vì cô có lịch hôm nay nghỉ sớm một tí, tại vì hôm nay cô có lịch đi 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 khám bệnh cho con, cho nên là hôm nay nghỉ sớm một tí 20 phút ha. Hôm sau mình sẽ học bù bù luôn những cái học bù tầm 30 phút để học nốt những cái câu mà còn 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 thiếu, và học luôn học hết 19 câu liên quan đến chiến tranh Bắc Hàn cho nó tuần sau, nó nốt cái phần đó luôn, phần chiến tranh luôn. Cho nên tuần sau học qua tầm 3 giờ đến thêm 3 rưỡi học 4 giờ ha. Học hết cho nó cái những cái câu đó, phần chiến tranh cho nó nốt luôn, xong qua từ sau mình qua phần chính trị cho nó dễ, phần nào nốt phần nấy. Rồi tạm biệt lớp nha, tạm thời hôm nay mình nghỉ sớm 10 phút rồi. Chào các bạn nha.